Báo cáo, mục tiêu đã vào thang máy, chuyển sang chế độ quá tải đi. Ngăn bất cứ người nào vào thang máy. Chúng ta qua bên kia xem. Bây giờ tất cả lập tức đi lên tầng trên. Nhanh lên. Làm cái gì vậy? Đại Điểm Điểm à, em vừa nhìn thấy trong cửa hàng rồi. Chiếc váy đó giá 5.550 tệ. Rất đáng đồng tiền bát gạo. Xin chào. Đụng hàng rồi. Nhiều người mua hàng thật ghê. Không phải chứ, mới có hai người đã báo quá tải à? Khi tôi vào nó không báo quá tải. Sao có thể chứ, gần đây lúc nào tôi cũng giảm cân, hiệu quả lắm. Cô xem, một mình cô cũng quá tải rồi kìa. Tôi đã nói là tôi đang giảm cân, sao có thể có âm thanh này được chứ? Được rồi người đẹp, người đẹp, được rồi cô vào đi, hết kêu rồi. Tôi nhớ ra là còn đồ cần mua, tôi đi trước đây. Gầy thì gầy, nhưng mông vẫn rất to. Nhưng dù sao thì người ta cũng là nữ thần. Nhưng mình cũng có thể trở thành nữ thần mà. Xem đây, cùng kiểu váy, cùng kiểu tóc. May quá, không có ai cả. Xuyên không rồi ư? Xe ngựa và bạch mã đều có rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một hoàng tử nữa thôi. Hoàng tử, hãy dùng mũi tên tình yêu này bắn xuyên trái tim nữ thần đi. Khi cậu xuyên không rơi xuống trước mặt cô mặc mặc, 9.999 cánh hoa hồng trong quả cầu hoa trên không trung sẽ bay xuống. Lãng mạn vô cùng. Có phải là tôi bắn sớm quá không? Bắn sớm rồi. Làm sao đây? Mau dùng phương án dự phòng. Bắn sớm rồi. Tôi bị dị ứng phấn hoa. Cho tôi ra. Cho tôi ra. Ôi mẹ ơi, chân mềm nhũn rồi. Không phải là chân mềm nhũn đâu, là cậu say đắm trong tình yêu. Đó là sức mạnh thần bí của dopamine. Nữ thần của cậu đang ở dưới chờ cậu đấy. Đi đi. Đừng.
bệnh khoa trực tràng. Dậu đông hai đóa cúc nhà, Nam Sơn thanh thản cho ta ngóng về. Đau quá, ai đấy? Xóa ca còn đau chứ? Tiêu Kiên Quân làm gì vậy? Mình chưa chết tặng hoa cúc làm gì? Thật là, vậy là cậu không hiểu rồi. Cái này gọi là thiếu gì lấp nấy. Cậu tởm quá đấy. Không được, thấp quá, nhanh lên, đưa gối đây. Cậu là tự làm tự chịu biết chưa? Nói nghiêm túc nhé, cậu hãy mau đòi mẹ chúng ta tiền viện phí, tiền tẩm bổ đi. Mình thấy 10 triệu là đủ rồi. Không phải cậu đã thiết kế một cái ứng dụng sao? Giờ có thể bắt tay vào làm rồi. Không được, chuyện này nhất định không thể để mẹ mình biết. Tiền nằm viện mình đã ứng trước bằng tiền mặt rồi. Mẹ sẽ kiểm tra thẻ tín dụng. Sẵn tiện 300.000 cho buổi tỏ tình, cậu định khi nào trả mình đây? Không phải mình đã nói rồi sao? Mỗi tháng trả cậu 30.000. Như vậy mẹ mình sẽ không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Đúng là mẹ nuôi theo dõi cậu sát sao? Là mẹ gọi cậu. Đừng nghe, đừng nghe. Alo, mẹ nuôi, con là Kiến Quân. Sao điện thoại của nó cứ tắt máy hoài thế? Điện thoại của Chu Hầu tắt máy à? Phải rồi, cậu ấy đi tham dự một dự án du lịch bằng tàu ngầm dưới đáy biển rồi à? Ở dưới ấy không có tín hiệu. Cái thằng bé này, mình phải đi rồi. Kiến Quân, con nói thật đi, có phải nó lại gây họa rồi không? Mẹ nuôi yên tâm, gần đây Chu Hầu không có gây họa. Cậu ấy đang phát triển dự án ứng dụng. Mẹ nuôi tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu ấy đi. Bất lịch sự. Còn chưa biến đi à? Quay lại đúng lúc lắm. Giết mình gãi ngứa đi, ngứa chết đi được. Tên biến thái này làm gì vậy chứ? Cậu có muốn lấy lại tiền không? Muốn lấy tiền thì mau giúp mình gãi đi. Sao anh ta biết mình đến đòi tiền chứ? Ngây ra đó làm gì? Muốn lấy được tiền thì phải biết co biết duỗi. Thật quá đáng. Bỏ đi, rộng lượng một chút vậy. Mau gãi đi, ngứa muốn chết lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đang chờ đây. Đúng rồi, xuống dưới chút nữa. Đúng, đúng chỗ đó. Mạnh hơn. Đúng, đúng. Dừng lại. Mạnh hơn, mạnh hơn. Có sướng không? Ma. Anh xem một đại mỹ nhân như tôi bị phấn hoa của anh làm dị ứng nặng như vậy. Bây giờ mẹ tôi cũng không nhận ra. Anh nói xem tôi là con ma gì? Chính là cô đã tháo cơ ngực giả của tôi ra, phá hoại buổi tỏ tình của tôi. Cô đến đây làm gì? Chiếc váy 5.550 đồng, tiền thuốc men trị liệu và lãng phí thời gian của tôi 24.300 đồng, không mặc cả trả tiền 24.300. Cô có biết buổi tỏ tình hôm đó tôi tốn bao nhiêu tiền không? Mau đi đi, không thì tôi gọi bảo vệ đấy. Anh đang gọi bảo vệ hay là bảo mẫu đây? Gọi bảo vệ thì sao? Anh tưởng mình đeo đôi cánh lên là thiên sứ à? Rõ ràng anh nằm dài ra đây như con cóc ghẻ. Còn tưởng bản thân mình là hoàng tử ếch gì chứ? Anh xem, giờ anh còn mặc mỉm kia kìa. Còn không biết xấu hổ. Cái này không phải là bỉm chống thấm, chứ là gì? Bỉm người lớn. Không thấm. Anh đã dùng bỉm người lớn luôn rồi à? Mẹ anh có biết không? Tôi cảnh cáo cô không được gọi tôi bằng từ đó. Tôi ghét nhất là cái từ đó đấy. Cục cưng của mẹ. Cô nói lại lần nữa đi. Cục cưng của mẹ. Cục cưng của mẹ. Cục cưng của mẹ. Cô nói lại xem. Cô giỏi lắm. Tôi đi. Tôi nói cho cô biết, cô đi theo tôi vô ích. Tôi sẽ không đưa cho cô một đồng đâu. Bây giờ anh muốn quỵt nợ sao? Có phải tiền của anh đều do mẹ anh giữ hết không? Cục cưng của mẹ. Tôi cảnh cáo cô không được gọi tôi như vậy nữa. Tiền tôi có thừa, tôi cho cô xem. Không có tiền à? Thẻ vàng 100.000, thẻ bạch kim 250.000, thẻ đen chưa từng nhìn thấy phải không? Đồ làm tiền, đồ mặt dày. Tôi không đưa tiền cho cô đâu, nằm mơ đi. Cái gì? Muốn đánh tôi nữa à? Đây đây, cô đánh đi. Cô có bản lĩnh đó ư? Là anh mời tôi nhé. Làm gì thế, làm gì? Tránh ra, đưa cho tôi, tránh ra. Đưa đây, cô lại đây. Máu chảy ngược rồi. Lại đây. Kìa, máu chảy ngược rồi. Không được, máu chảy ngược rồi. Bỏ tay ra, nhiều người như vậy làm cái gì thế? Buông tay, đưa cho tôi. Có phải bị điên rồi không? Đưa đây, không đưa, không đời nào. Đi đi. Làm gì vậy? Bị vướng rồi. Vướng cái gì chứ? Tránh ra. Vướng rồi, bị vướng vào dây kéo của cô. Anh tránh ra cho tôi, cô đừng cử động. Vướng rồi, vướng rồi. Vướng rồi. Tôi nói cho cô biết, nó bị vướng thật rồi, cô xem đi. Anh đứng dậy cho tôi.
Chu Hầu, hôm nay em đến là có việc rất quan trọng muốn nói với anh. Em nói đi. Tôi không... Ở đây có phấn hoa, cẩn thận bị dị ứng lần nữa đấy. Hôm nay không lấy được tiền thì tôi không đi. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Đi 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 đi, làm gì vậy? Đi đi, không đi. Không đi, tôi không đi, không lấy được tiền, không đi. Được rồi, tôi bồi thường cho anh ấy. Được, được, không được đâu Mặc Mặc. Em không thể hiện lành vậy được, bị lừa đấy. Cô bị điên à, biến đi. Cảm ơn cô, 24.300 tệ. Cô thật tốt bụng. Chuyển thế nào? Tín hiệu không được tốt lắm, tôi qua cửa sổ bên cạnh. Chu Hầu, anh ngồi xuống trước đi. Anh đứng vẫn tốt hơn. Vậy em nói thẳng, khi em đi Canada trao đổi sinh viên, em đã quen được anh. Anh đã theo đuổi em từ Canada đến Bắc Kinh. 3 tháng vừa qua, anh đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo. Em thật sự rất cảm động. Cuối cùng cũng làm trái tim nữ thần lung lay. Em biết lòng anh suy nghĩ gì. Nhưng việc anh nhảy lầu tỏ tình cũng khiến em nhìn rõ anh. Một người đàn ông chín chắn sẽ không thể làm ra chuyện đó. Anh vẫn là một cậu bé. Cho nên em sẽ không do dự nữa. Em quyết định rời xa anh. Tuyệt quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Tôi không có ý gì khác đâu. Tiền đã chuyển qua rồi. Cảm ơn cô nhé người đẹp. Người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Núi và sông rồi sẽ tương phùng. Vậy xin cảm ơn nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Chúng ta thật sự không còn khả năng ư? Thật sự chỉ có thể làm bạn sao? Nếu như anh không muốn làm bạn, chúng ta có thể làm người xa lạ. Cảm ơn sự chăm sóc 3 tháng vừa qua của anh đối với em. Số tiền 24.000 đó không cần trả đâu. Em biết anh muốn nói gì. Đừng gọi cho em. Cũng đừng đi tìm em nữa. Làm cái gì vậy? Có thôi đi không? Anh ơi, anh nên đóng tiền viện phí rồi. Cái thẻ của tôi. Thùng rác đâu? Đưa đây cho tôi. Ở đằng kia. Anh Chu, đã 3 ngày rồi anh không đóng tiền viện phí. Theo quy định của bệnh viện, anh bắt buộc phải xuất viện ngay lập tức. Cái gì cũng không có. Ông trời ơi, ông còn có thể khiến tôi thảm hơn nữa sao? Đúng là bắt nạt người quá đáng. Bà ngoại, cháu đã gửi tiền qua cho bà, 24.300 tệ. Hôm nay là hạn cuối rồi, nếu còn không đóng tiền thì bà sẽ không phẫu thuật mắt được đâu. Nam Nam về rồi à? Cháu về rồi. Sao mà vui quá vậy? Vì mặt của cháu dày. Cháu đã gom đủ tiền làm phẫu thuật cho bà cháu rồi. Mặt của cháu không sao chứ? Không sao ạ, cháu uống thuốc dị ứng là được. Tạm biệt. Nam Nam, lần trước mượn cô quyển sách tôi xem xong rồi trả cho cô. Sao cô đọc nhanh thế? Cảm ơn nhé. Nam Nam về rồi à? Cháu chào chú, bà Vương. Nam Nam, bà nấu cho cháu canh đậu đỏ, giảm sưng, cháu uống nhiều vào nhé. Cháu cảm ơn bà Vương, vất vả cho bà rồi. Bà đi đón cháu đây. Vâng, cháu cảm ơn bà.
Alo, alo, đường Nam Nam, mấy ngày rồi em không viết được gì, làm mất một công việc, tổn thất hơn 20.000. Nếu hôm nay tiểu thuyết của em không đăng tiếp, em chết chắc rồi. Em biết rồi, mấy hôm nay em liên tục uống thuốc trị dị ứng, hoàn toàn không có cách nào giữ được tỉnh táo để viết. Chị biết em rất khó khăn, nhưng là biên tập của em, chị đành phải nhắc nhở em, bây giờ không ra sức mà làm, sau này đến cơ hội để liều mạng làm cũng không còn nữa. Em có nghe thấy không? Em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng. Em cúp máy nhé. Bà ơi, cháu nhất định sẽ cố gắng. Bà phải hồi phục thật sớm đấy. Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Và một đêm lửa thành sáng rực, mặt trời mặt trăng không còn ánh sáng. Tiên hương Nam Nam dũng cảm tiến lên, ngăn cản sinh linh đồ thán. Nào ngờ ác ma Chu Hầu biến phép làm ra cơn mưa hoa độc, khiến mặt của Nam Nam bị trúng độc biến thành mặt lợn. Mắt của Chu Hầu lộ ra ánh nhìn hung hãn, hiện nguyên hình. Hóa ra hắn là con đại mã hầu cưỡi một con lợn. Tiên hương Nam Nam một kiếm kinh động thiên địa, chém rách hoa cúc của hắn. Tôi không phải ăn xin. Ai vậy? Ai mà thất đức thế hả? Thật không có ý thức, đúng là. 5 đồng à? Đường Nam Nam, oan gia ngõ hẹp, tôi giết cô. Đường Nam Nam, cô đứng lại cho tôi. Cô đứng lại cho tôi. Anh không bị thương chứ? Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô. Anh ta bị sao vậy? Bị sao thế? Ôi trời ơi, không phải chỉ là 5 đồng thôi sao? Có cần phải liều mạng như vậy không? Cô à, đừng đưa. Dàn cảnh moi tiền đấy. Cẩn thận cậu ta ăn vạ. Ăn vạ kìa. Tôi không có tông anh. Không phải tôi đâu, thực sự không phải tôi. Anh buông ra. Đường Nam Nam, sao anh lại biết tên tôi? Là tôi, Chu Hầu. Anh ăn từ từ thôi. Cái gì mà chứng loạn trí nhớ về số chứ? Anh lừa người à? Ai cũng đều mắc chứng này. Chỉ có điều là tôi nặng hơn một chút. 3 số trở lên là tôi không nhớ nổi. Cho nên tôi đã viết tất cả mật khẩu của mình vào sổ ghi chép. Mà cuốn sổ đó đã mất cùng với điện thoại rồi. Thẻ vàng 100.000, thẻ bạc 250.000, thẻ đen chưa từng nhìn thấy đúng không? Đồ làm tiền, đồ mặt dây. Cái đó gọi là kém thông minh. Anh không biết đếm số phải không? Cái gì mà kém thông minh? Không liên quan gì đến trí thông minh, là vấn đề về trí nhớ. Không lẽ đến mật khẩu nhà mình anh cũng không nhớ? Làm gì vậy? Tôi là chủ nhà. Nhập sai mật khẩu thôi mà. Tôi quên mật khẩu thôi mà. Quên mật khẩu thì làm sao chứ? Đứng lại, đứng lại. Không được chạy. Tôi là chủ nhà thật mà. Đứng lại. Bây giờ anh không thể quay về nhà được nữa. Thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân tạm thời đều không thể làm lại được. Có bạn bè thân thiết nào có thể nương nhờ không? Có một người bạn thân tên là Tiên Kiến Quân, đã đi Brazil. Dừng lại đi. Cô nên đối tốt với tôi. Tôi thật sự không biết nên sống qua tuần này thế nào. Nói ra nghe thảm chết đi được. Đau quá, đau quá. Chỗ này nhiều bụi, chỗ này nhiều bụi. Sau này anh định thế nào? Trước khi bạn tôi quay lại, có lẽ tôi sẽ không về nhà được. Nhưng mà chỗ của cô cũng được đấy.
Bây giờ Không được. chị sẽ Mấy thế ngày qua chịu gió sợ chịu phong sương, hàn, thôi đầu thôi đau, mông tinh cũng thần đau thông nữa, đã chỗ nắng nào lạnh cũng thôi được đều chưa? không ổn. Khoan đã, cứu với, buông tay ra. Có ra ngoài không? Không ra. Anh dựa vào đâu mà không ra? Đây là nhà tôi. Đâu rồi? Đêm nay tôi sẽ để anh ở lại. Chỉ đêm nay thôi. Được thôi. Vẫn là giường thoải mái nhất. Đã mấy ngày rồi không được ngủ. Đã thật. Mất mặt, mất tiền, mất nữ thần. Tất cả đều là do cô hại. Không hả giận gì cả. Thật là. Mông anh làm sao thế? Lại ngứa nữa à? Cô sẽ hoàn toàn không hiểu được cảm giác ngồi xuống tốt thế nào đâu. Tút quân, tút quân. Đây là giải nhì duy nhất mà tôi đạt được. Vậy mà anh lấy nó ra làm gối kê mông. Giải thưởng gì mà lại tặng đồ trên giường thế? Nghề nghiệp của cô thật khiến tôi tò mò. Đây là giải nhì cuộc thi kể chuyện trước khi ngủ. Bản thân tôi còn không nỡ sờ đến. Vậy mà anh lại lấy nó làm gối kê mông. Quan trọng vậy sao? Hỏng rồi, lúc nãy tôi không nhìn được, đã thả bao bên đó. Ngửi cái gì, còn thích ngửi cửa đấy. Cho anh ngủ lại nhà tôi thì cũng thôi đi, tôi phải ngủ ở phòng khách. Vậy mà anh còn đối xử với tôi như vậy à? Cô cũng viết sách sao? Sách gì mà dung tục thế? Hỏng rồi. Sách của cô cũng có ích đấy. Không tôi. Anh làm cái gì vậy? Tôi đang thiết kế một ứng dụng. Cho tôi mượn máy của cô một chút. Tôi còn 6.000 chữ chưa viết đấy. Mỗi lần hít thở, hãy cố nhấc mông lên trên một chút. Khi hít thở, đưa trọng tâm cơ thể hướng lên trên. Mỗi ngày 10.000 chữ. Tôi là một chú chim con. Anh yêu em, anh yêu em. Em không biết rằng anh yêu em như thế nào. Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em. Giảm giá đây, tất cả đều 1 tệ 2 tệ, tất cả đều 1 tệ 2 tệ. Mọi người mau đến xem đi. Chậm thôi, chậm thôi. Đừng giành nữa, đừng giành nữa. Còn nhiều lắm mà. Sao phải giành giật làm gì chứ? Người đông như vậy, rau dập hết cho lợn ăn hay sao? Bác à, bác nói như vậy là không đúng rồi. Cháu thấy là bác nói mọi người như vậy không tốt đâu. Là cậu nói mà. Người gì thế không biết. Ai vậy? May mà tôi có luyện công. Thấy thích à? Mặc thử đi. Con nhìn thấy giá không? 2.980 tệ. Đường Nam Nam, cô như vậy chán chết. Theo lý luận của anh Hầu mà nói, phụ nữ có thể nghèo, có thể xấu, nhưng nhất định không thể vừa xấu vừa nghèo còn không biết vươn lên.
Anh cho rằng ai cũng giống anh sao? Tiêu tiền của mẹ anh, ở nhà của mẹ anh, lái xe của mẹ anh, dùng cái gì mà gạch men cao cấp của mẹ? Là để có âm vang vọng lại chất lượng cao, không phải ai cũng đều như anh. Tôi còn bà ngoại bị bệnh phải chăm sóc. Anh cho rằng ai cũng có thể tiêu tiền của mẹ sao, cục cưng của mẹ? Thật là không nhịn nổi. Anh làm cái gì vậy? Im miệng, tôi bắt cô phải vào. Không được, tôi sắp nôn rồi. Thả tôi xuống. Đau quá, bỏ tôi xuống. Anh bị điên à? Cô tuổi mèo sao, cấu tôi à? Anh còn như vậy là tôi cắn anh. Cô sao vậy Đường Nam Nam? Cô nghèo đến mức độ ấy luôn à? Ăn đồ không chất lượng, mặc đồ không chất lượng, chỉ còn lại phẩm cách. Ba cái thì thiếu hai, cô sống vậy có ý nghĩa gì chứ? Cô có biết mấy hàng xóm nói cô thế nào không? Cô bé đó thật đáng thương. Dù sao cũng không cần anh thương hại. Đồ tôi mặc đúng là đồ lề đường. Anh nhìn xem anh mặc gì, toàn đồ được cho. Còn có mặt mũi nói tôi, anh cũng hay thật. Tôi mặc đồ cho thì sao? Đồ của tôi có chuyện kể, còn đồ lề đường của cô ấy có chuyện kể gì chứ? Hả? Không đúng, Đường Nam Nam. Quần áo 2.000 tệ mà cô không nỡ mua. Sao cô mua giá 5.550 tệ? Nói đi. Nói. Không phải là anh chỉ nhớ có 3 con số à? 5.550 là 4 số đấy, có được không? Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi. Mau đi mua rau thôi. Đường Nam Nam, cô quay lại cho tôi. Cô quay lại. Chu Hầu, anh nghe tôi giải thích. Cô tránh ra tôi phải xem. Cái nào? Cái này đúng không? Tránh ra. Để tôi xem. Nhãn hiệu gì mà 5.500 đây? Xem cô. Đồ lề đường 60 đồng. Vậy mà cô lấy 5.550 đồng của tôi. Đấy không phải đồ lề đường, là đồ nhái cao cấp. Đường Nam Nam, nếu cô lừa gạt người khác thì hai tay cô sẽ bị chặt đấy, biết không? Tôi thừa nhận là tôi đã làm sai. Nhưng vì bị dị ứng khiến tôi mất đi một cơ hội công việc tốt, mà tôi lại đang rất cần tiền. Tôi hết cách rồi. Tôi cũng thấy có lỗi với anh, cho nên tôi mới cho anh ở lại. Số tiền đó cứ xem như tôi nợ anh là được. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Nếu như cô là tôi, cô có tin những lời tôi nói bây giờ không? Khỏi sau này, bây giờ đi, trả tiền cho tôi. Tóm lại, mặc kệ anh có tin hay không thì tôi cũng không có tiền. Tự xem mà làm đi. Ăn vạ có đúng không? Anh làm gì vậy? Tôi từng học võ phòng thân của nữ. Anh đừng hòng cướp sắt, mau tránh ra. Này, cô nằm mơ đấy à? Cướp sắt à? Cướp sắt. Tạm biệt. Không trả tiền thì đừng hòng mà ra ngoài. Mở cửa ra. Cái sofa này sao mà nằm ngủ được vậy? Đau lưng quá. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Điện thoại rơi rồi kìa. Biên tập Điềm Điềm gọi cho cô đấy. Chết rồi, chị ấy lại đòi bản thảo rồi. Alo chị yêu, Đường Nam Nam. Chị nói đi, chị nói đi. Em đang đùa đấy à? Không, bây giờ em đang gõ chữ này, chị nghe đi. Có muốn đến tiệc giao lưu văn học mạng không? Tiệc giao lưu văn học mạng của nhà xuất bản bị hoặc. Phải. Nhân vật kiểu tốt như em cũng có thể tham gia sao? Chị đã nghĩ ra mọi cách, không tiếc thủ đoạn nào giúp em giành được suất tham dự đấy. Bây giờ chị đang đến nhà em. Em chuẩn bị xong lập tức đi cùng chị. Nhớ kỹ, tất cả vì sách mới của em. Tất cả vì sách mới của em. Mắt này, nhanh lên chút nữa nào. Có chuyện gì mà phấn khởi quá vậy? Tiệc giao lưu đó quan trọng lắm à? Chỉ có những cây viết lớn trên mạng mới có thể tham gia tiệc giao lưu. Nói không chừng cuộc đời tôi sau này sẽ một bước lên trời đấy. Cô nói vậy tôi cũng yên tâm. Không trả tiền thì đừng hòng ra khỏi cửa. Đừng hòng thay đổi cuộc đời.
Anh nghĩ tôi sẽ bó tay chịu trói không làm gì cả sao? Tất nhiên là không rồi, cho nên tôi đoán cô sẽ cướp chìa khóa. Cướp chìa khóa để làm gì? Cửa mở mà. Vừa nãy tôi mới khóa lại rồi, cho nên tôi sẽ không dễ dàng đưa nó cho cô đâu. Đưa chìa khóa cho tôi. Không thể nào. Đưa chìa khóa cho tôi. Đừng ép tôi. Ép tôi thì tôi sẽ... Tránh ra. Sao người ngoài lại có chìa khóa nhà cô? Nói thừa, tôi thêm gái một mình, phải có người giữ chìa khóa dự phòng chứ. Không thì tôi chết không ai hay. Chị nghe tôi giải thích là thế này. Anh ta nhét chìa khóa vào đây. Đừng. Chị biết chị đến không đúng lúc, nhưng hai người cứ xem như chị không tồn tại đi. Tiếp tục đi, đừng khách sáo, tiếp tục đi. Giải thích với bạn cô đi. Đường Nam Nam. Đường Nam Nam. Thảo nào cô không cho tôi ngồi, quả nhiên là có tiền riêng. Đây là thẻ tín dụng chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp, đưa cho anh dùng trước, dùng tiết kiệm thôi đấy. Một tay giao chìa khóa, một tay giao thẻ. Em không dám đi lên trước nữa. Nơi này đúng là Oscar của giới văn học mạng, quy tụ các cây viết lớn trên mạng. Hay là chúng ta quay về đi. Sợ cái gì, không phải là có chị sao? Nguyệt Quan, Quan Bình Chiều, Hồng Nương Tử, Cao Lầu Đại Hạ, Mị Mị Miêu, Thắng Kỷ, Mộng Tích Giao, Mị Bảo Trang Tàn Âm Dương Nhãn. Tất cả các đại thần đều ở đây. Xin chào chủ biên Mã. Mã Vivi đến rồi, mau mau mau. Đó chính là Mã Vivi, chủ biên Mã. Cái người luôn chặn sách của em, không cho xuất bản ấy. Chị nói cho em biết, hôm nay em nhất định phải gây ấn tượng tốt với cô ta. Cảm ơn các vị đã đến. Chủ biên Mã, lâu rồi không gặp. Em là kẻ nịnh bợ, nhớ kỹ đấy. Em là kẻ nịnh bợ. Em là kẻ nịnh bợ. Mình là kẻ nịnh bợ. Lên đi, lên đi. Chủ biên Mã, tiền xuất bản mấy tháng cô nợ tôi vẫn chưa trả đấy. Biên tập nịnh bợ, xin chào. Biên tập nịnh bợ. Xin lỗi tôi. Xin chào biên tập Mã, tôi là kẻ nịnh bợ. Xin lỗi tôi, Vivi. Lâu rồi không gặp, anh Triều Bình, thầy Nguyệt Quan. Cảm ơn hai anh đã đến dự, thật sự cảm ơn. Nếu chưa chu đáo, xin hai anh bỏ qua nhé. Sao anh cứ gọi điện cho tôi mãi thế? Bây giờ tôi phải đi nịnh bợ người ta, đừng có làm phiền tôi cúp máy đây. Chờ đã, đừng cúp. Đường Nam Nam, gửi hình của cô qua đây. Hình gì chứ? Hình mà cô tạo dáng hình chữ S ấy. Hình đó tôi xóa từ lâu rồi. Anh cần làm gì chứ? Vậy cô tạo dáng đó chụp lại, gửi cho tôi đi, cầu xin cô đấy. Anh muốn tôi tạo dáng chữ S ở ngay tại đây sao, anh điên à? Không chụp đúng không? Vậy đừng trách tôi, dùng hết tiền trong thẻ cô, anh chờ chút. Sự ủng hộ của người hâm mộ và bạn đọc sẽ chính là... Xin lỗi, làm phiền anh, chụp giúp tôi một tấm hình, cảm ơn. Chúng ta thường nói, văn học tựa như những ngọn núi, không ai muốn nó cứ bằng... 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 Bằng một tác phẩm thì phải nhô ra lõm vào. Cốt truyện phải trắc trở, làm rung động lòng người. Như vậy mới thu hút cánh nam giới, mới thu hút người đọc, mới có thể trường tồn với thời gian. Này, không đúng. Cái gì không đúng? Nói thật với cô là tôi dùng cơ thể cô làm mật khẩu. Dùng cơ thể tôi làm mật khẩu là ý gì? Xin chào. Thẻ tín dụng của quý khách đã kích hoạt thành công. Lần đầu sử dụng, mời nhập mật khẩu 6 số. 6 số cơ à? 3 số được không? 6 số tôi không nhớ nổi. Không được thưa anh, bắt buộc 6 số. 6 số, 6 số. Sao nhất định phải là 6 số chứ, lạ thật. Mẹ tôi mở công ty đồ nội y, chỉ cần nhìn ảnh tôi biết được số đo 3 vòng của một người. 90, 60, 90. Tôi sợ không nhớ mật khẩu nên lấy số đo 3 vòng của cô, nhưng vừa nãy tôi nhìn thì lại không đúng. 90, 60, 90. Những chàng pháo tay nhiệt liệt. Bao nhiêu? Alo? Alo, tôi nghe không rõ, ồn quá. Cô nói lớn lên được không? Tôi nói với anh lần cuối, anh nghe cho rõ đây. 3 vòng của tôi là 90, 60, 90. Hôm nay tôi không mặc áo lót, thế nên số đo vòng 1 của tôi là 89. Tôi có mặc miếng lót hình chữ U. Thì ra là không có mặc áo lót.
Chủ biên mã, vừa nãy thật là xin lỗi, tôi đã tắt điện thoại rồi. Phong cách cá nhân của cô quá nổi trội, không phù hợp với phong cách thiếu niên tươi mới của nhà xuất bản chúng tôi. Chúc ngủ ngon. Hôm nay tôi không đánh chết anh. Không đánh chết anh thì cũng thả bom cho anh chết luôn. Chu Hầu, mừng cô đã về, ra đây. Mừng em về, cục cưng. Anh làm trò gì thế hả? Đóng cửa lại đi. Sao tôi phải nghe anh chứ? Đây là nhà tôi cơ mà. Muỗi bay vào bây giờ. Đóng cửa xong tôi sẽ xử lý anh. Mặc vào đi. Nó thuộc về cô. Cái này là mua cho tôi thật ư? Không chỉ có nó. Theo tôi. Cô thích không? Bằng da thật sao? Biết cô thích ngủ ở sofa nên đặc biệt chọn cho cô một cái dễ ngủ. Ai lại thích ngủ trên ghế sofa chứ? Cũng là vì anh cướp giường của tôi nên tôi mới phải ngủ ở đây. Hay là tôi nhường lại đại ngộ này cho anh nhé. Cô là người đầu tiên khách sáo với tôi như vậy. Mà nó bao nhiêu tiền thế? Chẳng đáng bao nhiêu. Tôi biết năng lực chi tiêu của cô nên đã chọn một cái đặc biệt rẻ. Cô biết tôi không nhớ nổi nhiều số mà. Được. Vậy tôi sẽ tự kiểm tra. Đừng cảm động. Tôi biết tôi rất ấm áp, thường xuyên làm người ta cảm động. Nhưng cô đừng khóc. Cô thế này, tôi biết phải làm sao đây. Hứa với tôi. Làm gì vậy? Anh không biết phải nói gì. Tôi cũng không biết nên làm thế nào. Thẻ tôi có 20.000, bây giờ chỉ còn 37 hào. Anh muốn tôi phải làm sao? Sau này phải sống như thế nào đây? Cô làm gì vậy? Chu Hầu! Chu Hầu, người đâu? Cảm ơn chú Lưu. Không đánh chết được anh. Tôi không tin là không viết cho anh chết. Tiểu thịt tươi chứ gì? Tiểu thịt tươi à? Thế thì tôi sẽ viết một bài giới thiệu 10 cách ăn thịt tươi. Hoan nghênh đông đảo các cư dân mạng đến liếm màn hình. Mỗi ngày đều sẽ cập nhật một cách ăn mới. Đảm bảo sẽ có một cách khiến bạn chảy nước dãi. Mua. Nói đến ăn, mình đúng là thấy đói thật. Chắc là ngon lắm. Nhiều quá. Chu Hầu, xem anh còn chạy đi đâu, không được động đậy. Nóng quá, nóng, nóng. Đường Nam Nam, cô định làm gì? Cô tránh ra, tránh ra. Tiểu thịt tươi. Tránh ra, tránh ra. Đừng có động vào tôi, đừng động vào tôi. Đừng có động vào tôi. Không, đừng. Đường Nam Nam. Cô đang xem cái gì vậy? Miệng chảy cả nước dãi. Anh cũng có tài lẻ thật. Mì tôm 2 đồng rưỡi mà anh làm xong trông như 250 đồng ấy.
Cách cô ăn đặc biệt thật đấy. Có thể nho nhã giống như tôi một chút được không? Mềm quá, thật mọng nước. Đúng là kiểu thịt tươi. Ôi, trứng ảo tưởng lại bộc phát rồi. Ăn mì nhanh, ăn mì nhanh. Không được qua. Không được qua. Không được qua. Kiềm chế lại, kiềm chế lại. Đường Nam Nam mày bị điên rồi. Thôi kệ, bệnh trước rồi tính sau. Cô làm cái gì vậy hả? Đói quá hóa điên à? Đường Nam Nam, còn không trả tiền nhà thì chuyển đi cho tôi. Đường Nam Nam không có ở nhà, khi nào chị ấy về tôi sẽ chuyển lời. Cô là ai? Tôi đã nói rồi, nhà này không cho hai người ở, thêm người thì thêm tiền. Anh này kỳ quá, đâu có thêm ai ở đâu. Tôi là nhân cách thứ hai của Đường Nam Nam. Xin chào anh, tôi là Đường Bắc Bắc, rất vui được biết anh. Cái gì mà Đông Tây Nam Bắc Bắc nháo thế hả? Tóm lại cô nhớ kỹ cho tôi, trước cuối tuần mà không đóng tiền thì cút xéo. Tôi không dễ tính như mẹ tôi đâu. Đường Bắc Bắc, tôi hỏi cô này, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ còn 200 đồng thôi, tiêu tiết kiệm một chút. Tiền không phải để tiết kiệm, mà là để kiếm. Trông giúp tôi đi nhà vệ sinh. Được thôi. Thẻ của cô, cảm ơn. Thằng nhãi chết tiệt, cướp chỗ đậu xe của mình. Anh lái xe kiểu gì vậy? Dạ người yêu tôi sợ rồi đây này. Cậu lái xe kiểu gì vậy? Không thấy tôi đang lùi vào đây à? Tôi nói cho anh biết, tôi đưa anh 200, tìm chỗ đỗ xe phổ thông mà vào. Chỗ này là của VIP, đừng làm phiền tôi và bạn gái. Anh điên à? 200, làm cái gì vậy? Cái xe quen này của cậu mà cũng bảo là VIP sao? Đừng có ra vẻ trước mặt ông đây. Cầm đống tiền này đi. Cút. Anh được lắm. Chúng ta đi. Đáng ghét, làm cục cưng người ta sợ chết rồi. Đập tay nào. Tôi phục anh sát đất. Sao anh thông minh quá vậy? 35.800 tệ. Anh kiếm đủ tiền trọ cả năm luôn rồi. Nếu là cách đây 3 tuần, tôi cũng là đứa ngu, coi tiền như rác. Được thôi, vậy thì hôm nay xem như tôi tuyên dương anh. Cạn ly. Cạn ly. Này cầm giúp tôi.
Con người luôn biết quá muộn mọi điều, mỗi dấu chân luôn có đậm có nhạt. Trong những năm tháng đi qua, luôn có quanh co, mới hiểu tình yêu là ở giữa sự lựa chọn. Con người dù đi bao xa, phải sai và đúng mới học được cách phân biệt. Dù tôi có quên đi cả thế giới, cũng sẽ không quên đi gương mặt tươi cười của em. Trong tim luôn có niềm tin, sao tôi phải sợ hãi lời nói dối. Trong tim luôn nhớ mong, sao tôi phải nói lời tạm biệt. Thấy ánh sao sáng lao như mũi tên, tôi đang chờ em xuất hiện. Con đường luôn hướng về phía trước, vượt qua kiêu ngạo và định kiến. Anh à, gì vậy? Xin lỗi, bây giờ đang là buổi trưa, chúng tôi đã đóng cửa rất lâu rồi, mời anh rời khỏi đây. Đúng rồi, đây là tiền thừa của anh, còn có hóa đơn. Ba mươi nghìn, 37.762 tệ. Tối nay tất cả rượu mà mọi người uống đều do tôi trả. Đóng gói tất cả rồi. Mặc kệ cô là đường Nam Nam hay đường Bắc Bắc hay là Đông Tây Nam Bắc, mặc kệ cô có mấy tính cách, không đóng tiền nhà thì cút xéo cho tôi. Làm sao bây giờ? Như vậy đi, đem hết mấy phần tính cách Đông Tây Nam Bắc đó của cô, gọi hết ra đây, chúng ta cùng nhau dọn đồ ra ngoài. Mệt chết đi được, anh nói xem, sao lại đi mua chiếc sofa đắp thế chứ? Nếu số tiền đó vẫn còn ở trong thẻ của tôi, thì bây giờ tôi ôm nó cất đi rồi. Mau dừng lại, dừng lại. Tôi không khiêng nổi nữa. Anh trai à, rớt túi rồi kìa. Nhặt túi lên đi. Mau đứng dậy, đi nhặt túi đi. Sofa của tôi, tiền của tôi. Một trăm nghìn. Nam Nam à, cô nghĩ lại thử xem, có phải cô có loại quỹ đen dùng để phòng ngừa chuyện bất trắc không? Ví dụ như sổ tiết kiệm, vốn riêng gì đó. Có, tôi dự trữ mỡ nhiều lắm, muốn không? Nhiều lắm đấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế này đi, có khả năng nào là cô đột nhiên quên mất, không biết đã để ở đâu, lâu quá rồi. Cô phải nghĩ nhanh chóng tìm ra đi, nếu không tìm ra thì sẽ bị chuột ăn mất. Con chuột to nhất bên cạnh tôi chính là anh đấy. Nhìn anh trông giống hệt như con chuột vậy. Nếu tôi nói với anh, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm riêng, toàn bộ đều bị anh luộc sạch hết thì làm thế nào? Tôi bị điên đâu. Đường Nam Nam, cô chán thật đấy. Nói thật, tôi muốn chẳng quan tâm đến số tiền còn con đó của cô. Tôi đối xử với cô hết lòng hết dạ, mà cô lại đề phòng tôi như vậy, làm sao làm bạn bè chứ? Vốn dĩ hai chúng ta không thể làm bạn bè. Anh thấy đấy, loại người có dành dụm tiền mấy năm trời như tôi cũng không đủ cho anh nhảy lầu cua gái. Có tư cách gì làm bạn với thiếu gia nhà giàu như anh chứ? Thời gian dài như vậy, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều việc. Quan hệ của chúng ta thế nào mà cô còn nói như vậy? Chúng ta thì có quan hệ gì chứ? Quan hệ của chúng ta là tôi cho anh ăn, cho anh ở và cho anh quần áo mặc.
Nếu như anh cảm thấy như vậy thực sự quá thiệt thòi cho mình, thì hãy quay về ôm mẹ mà khóc đi. Bám lấy tôi làm gì, Đường Nam Nam? Tôi ghét nhất là kiểu thái độ này của cô. Mẹ tôi giàu là lỗi của tôi à? Kể từ ban đầu, cô đã có định kiến về tôi. Bất luận tôi làm cái gì, ở trong mắt cô đều sai, đều là gây họa. Tôi nói cô biết, tôi chịu đủ rồi. Đưa cho tôi, tránh ra. Anh chịu đủ rồi chứ gì? Tôi cũng chịu đủ rồi. Cầm lấy sự kiêu ngạo và thối nát của anh, biến khỏi mắt tôi. Được lắm, Đường Nam Nam. Tôi phát hiện cô là người chỉ biết đuổi theo lợi ích. Thấy tôi có thể lợi dụng được thì giữ tôi lại. Thấy tôi hết giá trị thì bảo tôi cút đi. Được, tôi cút. Sợ gì chứ? Trả cho tôi. Làm gì vậy? Trả giải thưởng lại cho tôi. Giải nhì của cô đấy. Nếu không phải tôi vào được nhà, cô nghĩ tôi chịu ở cùng với cô à? Tôi nói cho cô biết, không người đàn ông nào cần cô đâu. Không mở được cửa phải không? Đưa tôi đi. Bên này. Chính là ở đây. Cô làm cái gì vậy? Này, cô định làm gì chứ? Không phải chứ? Yến Quân, Chu Hầu, Chu Hầu, Yến Quân, Chu Hầu, nhớ cậu trước đi được. Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu mãi không được, cho nên mình chỉ có thể ở nhà chờ cậu. Cậu có biết là không có cậu mình sống thế nào không? Ăn không no mà không ấm. Chúc mừng anh cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống đó. Quá ngầu luôn. Đường Nam Nam, cô đi đâu vậy? Hôm nay ở lại đây đi, Đường Nam Nam. Một cô gái tốt như vậy tìm ở đâu thế? Có tiến bộ đấy. Cô gái à? Không phải đàn ông ư? Đường Nam Nam là người đã khiến mình nhập viện đấy. Là cô ấy à? Không ngờ lại đẹp như vậy. Cậu chắc chắn cô ấy không phải gu của cậu chứ? Không phải, cậu cũng không có ý định biến cô ấy thành gu của cậu chứ? Vậy tốt quá rồi. Của mình. Tiêu Kiến Quân, cô ấy không được đâu. Tiêu Kiến Quân, cậu nghe mình nói đi. Tiêu Kiến Quân, cậu mặc áo vào đi. Tiêu Kiến Quân, cô ấy không được đâu. Tiêu Kiến Quân. Chìa khóa của em đây. Anh à, cửa sửa xong rồi, tôi về đây. Chào anh, Nam Nam. Ôi trời ơi, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Để anh tự điều chỉnh lại một lát. Anh ổn chứ? Nam Nam, trong một đêm, anh đã săn hết sách của em rồi. Tài năng của em đã hoàn toàn lật đổ vẻ bề ngoài của em. Hay lắm, Tiêu Kiến Quân. Là anh em với nhau mà dám giành đồ của mình. Cậu muốn cua Đường Nam Nam thật sao? Em cảm thấy anh ấy nói chuyện hay hơn anh, còn đẹp trai hơn anh nữa. Con người của anh có cái tật là
thích nói sự thật, không biết lấy lòng con gái. Chữ ký của em đẹp thật, chữ như người vậy. Lên xe thôi. Mời em. Cảm ơn anh. An toàn là trên hết. Cài dây an toàn lại. Để em tự cài. Không phải anh. Thật sự không phải anh. Thật sự không phải anh cố ý. Hôm qua anh ăn đồ không sạch sẽ. Xin lỗi em. Là tự động đấy. Xe của tôi. Nam Nam, sao em trở thành biên kịch được thế? Em viết kinh nghiệm của mình lên Weibo, có rất nhiều người vào xem, được một vị đạo diễn chấm trúng, sau đó được sửa đổi thành kịch nói. Hôm nay có nhiều người đến xem nhỉ? Thật ra không phải đâu, đa số đều là vé tặng cả. Không sao, vở kịch đầu tiên mà. Nhưng anh tin. Cậu tin cái gì vậy Tiêu Kiến Quân? Làm cái gì vậy? Sao anh lại đến đây? Cậu thối quá, lùn ra quần rồi à? Mà Kiến Quân à, bình thường vụ của cậu không phải là quán bar sao? Sao hôm nay lại xem mấy thứ nghệ thuật kịch nói vậy? Nam Nam là biên kịch của vở kịch này. Cô ấy đặc biệt mời mình đến. Sao cậu không biết à? Mình không biết đấy. Nếu biết thì mình đâu có đến đây xem. Làm mất thời gian của mình. Làm mất thời gian của anh thì anh có thể đi bây giờ. Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi. Chúng tôi có vé, tôi cũng có vé. Thật ngại quá, chỗ này là của anh. Lát nữa tôi cũng phải lên diễn một vai. Dự đoán là không đủ rồi. Xin lỗi, kết thúc gặp nhau nhé. Hãy nhìn cửa sổ bên kia. Bên kia chính là phía đông. Trứng gà xinh đẹp chính là mặt trời. Chúng ta, trứng gà và cà chua ở cùng nhau. Nghe ra chính là một đĩa đồ ăn ngon. Cà chua. Tại sao tên anh lại là cà chua chứ? Bỏ cái tên của anh đi. Em sẽ lấy lòng trắng trứng của mình bù đắp cho sự đáng tiếc của anh. Được, anh sẽ không gọi là cà chua nữa. Đặt lại tên lần này, gọi là quả cà chua. Lời thoại này có hơi xuyên tạc. Cậu xem thường Đường Nam Nam quá rồi. Nhất định sẽ xuất hiện nhiều chi tiết xuyên tạc hơn nữa. Chờ đã. Cà chua và trứng gà, hai người không thể ở bên nhau. Làm sao thế? Thả tôi xuống. Kẹt rồi, không thả xuống được. Bông cải xanh đang đùa giỡn với cà chua à? Cô ấy bị mắc kẹt rồi. Đường Nam Nam, tôi đến cứu cô. Để anh kéo em lên. Bông cải xanh, tôi sợ độ cao. Bông cải xanh, nói lời thoại đi. Trứng gà ngây thơ. Có lẽ cô không biết rồi, cà chua rất phong lưu. Anh ta đã có con gái riêng ở bên ngoài, gọi là cà chua bi.
Xin lỗi. Mình cho cậu nghe thở. Nói thật, bông cải xanh, cho dù cô có chia rẽ tôi và trứng gà, cô và bông cải trắng mãi mãi cũng không thể ở bên nhau. Tại sao chứ? Cô bị mù rồi à? Hai người rõ ràng là anh em mà. Tránh ra. Không, không, không. Tất cả đều là âm mưu. Tiếng chuông giữa trưa đã vang lên. Chúng ta hãy cùng ngồi lên chiếc xe ngựa hamburger do cô Mai lái, đi tìm kiếm bữa ăn trưa tự do. Không thể được, thả ta ra, đồ cải trắng ngu ngốc. Mau cứu mình. Ôi Shakespeare của tôi. Hay lắm. Thật là ngoài dự đoán. Rất logic. Hay. Tôi chưa bao giờ được xem một vở Romeo và Juliet đáng yêu như vậy. Hay. Hay lắm. Xuất sắc. Tuyệt lắm. Nam Nam. Nam Nam, tên đại mã hổ vương đó sinh ra não đã tàn. Em không nên chết làm gì. Lúc nãy em nên rơi xuống chết ngay tại sân khấu mới đúng. Anh vừa mới hỏi ý kiến của rất nhiều khán giả. Bọn họ đều cảm thấy vở kịch rất tuyệt vời. Thật không? Có thật là không ai cười chê em chứ? Đúng, tuyệt đối đều là lời khen. Vậy em chờ ở đây nhé. Anh đi lấy xe. Được. Ôi mẹ ơi, bỏ tôi xuống. Im miệng. Tiêu Kiến Quân là tên đại hào sắc. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị cậu ấy bắt đi. Không phải bây giờ tôi đang bị bắt đi sao? Thả tôi xuống. Làm gì vậy? Cứu em, cứu em. Cậu đứng lại cho tôi. Thu phí, thu phí. Làm gì vậy? Trưng dụng một chút nhớ của tôi mà. Không cần trả lại đâu. Sao lại không cần trả? Không phải cậu không thích cô ấy sao? Không thích cô ấy sao lại còn dành với mình? Cậu đúng là đồ trẻ con, tình cảm còn nít. Ôi lạ thật, cô ấy cũng không phải của cậu. Sao mình lại không được dành chứ? Nhìn thấy người khác cầm viên kẹo trong tay, bản thân mình rõ ràng không thích, nhưng vẫn dành lấy để liếm. Cái gì mà liếm thế? Hai người có chuyện gì vậy? Cậu những chiếc xe ba gác ấy có thể chạy nhanh hơn xe hơi của mình sao? Mình chạy không nhanh bằng, nhưng mình trốn được. Ôi xong đời rồi, xong rồi. Ôi mẹ ơi. Nam Nam, Nam Nam, anh và Tiêu Kiến Quân xảy ra chuyện gì? Hai người xem tôi là viên kẹo muốn liếm là liếm à? Cô bị ngốc à? Không biết dùng đầu sao? Tiêu Kiến Quân và tôi đều đã liều như vậy. Cô nói như vậy là vì sao chứ? Cẩn thận xe kia. Anh không sao chứ? Mặt tôi có sao không? Nào anh có bị gì không đấy? Hai người không sao chứ? Nam Nam. Nhìn tôi chằm chằm nửa tiếng đồng hồ, có phải có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Anh ta là ai vậy? Alo, cô Đường. Bắc Kinh rộng như vậy, lại để cô vô tình tông vào xe của Giang Hải nhà chúng tôi. Đã tốn không ít công sức rồi phải không? Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn,
Bắc Kinh rộng 80 km², 30 triệu dân, 4 triệu chiếc xe. Lại vô tình tông phải cô ư? Cô cũng thật là cố chấp đấy. Tôi và Giang Hải đã kết hôn rồi, vậy mà cô vẫn không chịu buông tha. Cô Phương, chúng ta nói cho rõ nhé. Cô rất giàu, nhưng không có nghĩa cô có quyền làm nhục người khác. Cô muốn nói cho rõ chứ gì? Được, 7 giờ tối thứ 6, khách sạn Hành Cung. Có gan thì đến. Đừng nói tôi không nhắc nhở cô. Ăn mặc trang trọng một chút. Tôi sợ người ta đuổi cô ra ngoài. Đi thôi người đẹp. Đi đâu cơ? Tôi đã suy nghĩ rồi. Một cô gái độc thân xinh đẹp thế này cũng không đủ để làm đôi cẩu nam nữ đó phải lác mắt. Cho nên cô phải tìm một người bạn trai đồng hành, vừa có khí chất nho nhã, vừa khôi ngô tuấn tú, trong túi lại có tiền. Nói đúng lắm. Vậy tôi đi tìm Tiêu Kiến Quân. Thật ra cô cố lừa lại đi tìm lừa thì không cần thiết đâu. Cô Phương, không ngờ chúng ta lại còn có thể gặp nhau. Cô Đường, cô có sợ tôi thế nào đi nữa thì cũng không cần phải đưa tận hai vệ sĩ đến chứ. Hai người à? Xin chào, tôi là Chu Hầu, bạn trai của Đường Nam Nam. Cậu ta thích đùa vậy đấy. Tôi mới là bạn trai của Đường Nam Nam. Bắt cá hai tay, vừa khéo phù hợp với tính cách cô Đường đây. Đúng không Giang Hải? Cô Phương thật là biết đùa quá. Hai người họ đều là người theo đuổi tôi. Đây là người thứ nhất Tiêu Kiến Quân, đây là người thứ hai Chu Hầu. Tôi đến trước cậu ta cơ mà, phải là người đầu tiên. Có thể đừng tranh cãi nữa không? Hai anh đều là người đầu tiên được chưa? Kỳ kỳ, ở đây có không ít người quen, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Được thôi. Nam 1, Nam 2, chăm sóc tốt cho nữ chính của mình đi. Tiêu Kiến Quân, nói cậu biết mình là Nam 1 đấy. Có thể đừng nói nữa được không? Làm cái gì vậy? Cảm ơn. Tránh ra. Buồn cười chết mất. Cô Đường à, bộ váy này của cô là thuê đấy à? Cẩn thận, đừng để bị bẩn đấy. Không thì không trả lại được đâu. Cô Phương, tôi cứ luôn tưởng rằng cô chỉ quan tâm đến đàn ông của người khác. Không ngờ cô còn soi mói quần áo của người ta nữa. Giang Hải, tôi thật sự lo lắng cho anh đấy. Vợ của anh cứ nhìn chằm chằm vào hai anh đẹp trai bên cạnh tôi thôi. Nam Nam, em nói gì vậy chứ? Người ta lớn tuổi như vậy, anh lại không thấy vừa mắt. Này, cậu đừng có nói gì người ta như vậy. Vì gì ấy trông trẻ trung, chỉ giống người hơn 40. Nhưng thật ra cũng đến tuổi xế chiều rồi. Nói ra, dì bơm collagen ở đâu vậy dì? Hiệu quả thật đấy. Collagen có thể dùng tiền để mua, nhưng tuổi trẻ thì không mua được đâu. Cho nên tại đây, tôi phải cảm ơn cô Đường dùng 5 năm đáng giá nhất cuộc đời phụ nữ để đào tạo Giang Hải thành một người chồng mẫu mực, ưu tú cho tôi. 5 năm. Anh Giang đây cũng bỏ không ít công sức nhỉ. Thận của anh bây giờ chắc là không ổn nữa rồi, phải không? Điểm này chắc là gì đây có kinh nghiệm sâu sắc lắm. Thật ra nghĩ lại, tuổi 18 đúng là độ tuổi đẹp nhất. Tôi cưỡi xe đạp, em thì cầm quyển sách anh văn. Cảm giác ấy có lẽ không bao giờ quên được, đúng không anh Giang Hải? Đúng vậy, tuổi 18 là khoảng thời gian đẹp nhất. Đẹp gì mà đẹp? Nói cái gì thế không biết. Anh Giang, đừng để bụng, làm rể cũng không dễ dàng gì, chịu chút thiệt thòi cũng là bình thường. Nào, ăn chút đậu collagen, bồi bổ một chút. Cái này ngon lắm, cái này còn ngon hơn, cái này bổ thận, ăn nhiều chút vào nào. Cái này cũng tốt, thử đi.
Vợ ơi, em không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi. Đám thô lỗ các người. Các người có biết áo choàng này của tôi bao nhiêu tiền không hả? 10 chiếc áo của các người cũng không mua nổi đâu. Vợ à, mũi của em. Mũi làm sao? Mũi của tôi. Vợ à, vợ à, kích thích quá. Vợ à, Giang Hải, đây là sổ tiết kiệm 100.000 anh để lại cho tôi 2 năm trước. Anh nói anh muốn mua sự yên bình. Bây giờ 2 năm trôi qua rồi, anh bình yên không? Tuy là bây giờ anh có nhà có xe, nhưng anh vẫn còn lòng tự trọng và ước mơ của mình từng có chứ. Nếu đây là cuộc sống mà anh muốn, vậy tôi chúc anh hạnh phúc. Hôm nay hai chúng ta không còn nợ gì nhau. Cầm lấy số tiền này mà bồi bổ thận đi. Đường Nam Nam tôi cuối cùng cũng có thể sang trang mới rồi. Tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Hôm nay làm rất tốt. Hai người chờ tôi đi lấy xe. Dẫn hai người đi. Vui vẻ thật đấy. Nhảy đầm. Đi đi, chờ cậu ở đây, nhanh lên. Chúng ta đi thôi. Làm như vậy có được không? Không sao đâu. Nhanh lên, xe đến rồi. Lúc tôi vừa đến Bắc Kinh, tôi nhớ khi ấy tôi rất nghèo. Nghèo đến mức cơm cũng không mua nổi. Vậy sao em còn ở lại Bắc Kinh? Vì Giang Hải. Vì tên khốn đó à? Lúc đó anh ta chưa phải là tên khốn. Chúng tôi là bạn học cấp 2, cấp 3. Cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Sau đó tôi muốn học đại học. Bà ngoại vì đóng tiền học phí cho tôi mà bán hết tất cả. Nhà anh ấy còn nghèo hơn, nhất quyết không cho anh ấy học đại học. Tôi không nỡ. Thế là liền mang hết tiền học của mình cho anh ta. Bây giờ nghĩ lại, thấy có lỗi quá với bà ngoại của tôi. Tôi lừa bà ngoại, nói tôi lên Bắc Kinh học đại học. Thật ra là tôi đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt cho Giang Hải. Tôi từng làm gia sư, phát tờ rơi, bày hàng ra đường bán, việc gì cũng từng làm hết. Không được dán. Để tờ rơi lại đây. Gì à? Làm gì vậy chứ? Tông hỏng đồ là cháu phải lấy mạng đền đấy. Cảm ơn em. Còn một quả nữa, cảm ơn em. Có cái gì ngon, tôi cũng đều để lại cho anh ta. Có thứ gì tốt, tôi đều nghĩ đến anh ta đầu tiên. Còn nóng này, anh ăn nhanh đi. Anh mặc mỏng như vậy sẽ bị cảm đấy. Không cần đâu, không cần đâu. Chàng xong rồi. Được rồi, anh biết rồi. Em về đi nhé. Vậy anh chú ý nhé. Tạm biệt. Này, các cậu ăn đi. Nào nào, có ngon không? Chúng tôi vốn dĩ đã hẹn ước với nhau, đợi anh ta tốt nghiệp có việc làm rồi sẽ để tôi học đại học. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày anh ta tốt nghiệp. Anh ta liền gặp được người vợ hiện tại, con gái độc nhất của một ông chủ dầu khí. Sau đó anh ta đưa cho tôi 100.000 tiền tiết kiệm, rồi nói xin lỗi với tôi, coi như trả lại gấp đôi số tiền đã nợ tôi.
Không ngờ em lại có một câu chuyện tình yêu sến như vậy. Tôi lại có thêm một lý do coi thường em rồi. Anh đừng có cười nhạo tôi. Có rất nhiều người có câu chuyện như vậy. Nhớ năm xưa tôi viết câu chuyện này lên mạng, đã thu hút được rất nhiều người đồng cảm, còn có rất nhiều người hâm mộ nữa. Về sau, bằng một cách nào đó, tôi đã trở thành một nhà văn mạng. Sau đó tôi đã thề phải trở thành Đường gia, Tam thiếu, Đường thất công tử, bước lên đỉnh cao danh vọng, làm cho Giang Hải hối hận. Không ngờ 2 năm trôi qua rồi, tôi vẫn là Đường Nam Nam như xưa. Đồ ngốc. Thời trẻ ai cũng từng yêu phải một người xấu. Nhớ mãi không quên lựa chọn sai lầm đó, cũng chính là không giải thoát cho chính mình. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì cơ? Cảm ơn xe ba bánh của anh. Cảm ơn sự lỗ mãng của anh. Cảm ơn những đạo lý mà bản thân anh cũng không hiểu lắm để khai thông cho tôi. Cũng cảm ơn anh khiến Giang Hải triệt để bước ra khỏi cuộc đời tôi. Không có gì. Không phải em cũng đã thành công xóa đi mặc mặc từng tồn tại trong tim anh sao? Chúng ta hòa, đừng nhắc nữa được không? Ký ức của em đã trống rồi phải không? Hãy lưu anh vào đó nhé. Kiêu ngạo, đơn thuần, trẻ con em đều có thể chấp nhận. Nhưng em không thể chấp nhận bạn trai em không nhớ nổi số điện thoại của mình, sinh nhật của em. Mỗi một thứ anh đều nhớ hết rồi. Mỗi một ngày ở cùng em đều là ngày kỷ niệm. Yêu thì đừng bỏ lỡ. Kế hoạch xuất bản quyển sách này của cô bị lùi lại. Nguyên nhân là chúng tôi muốn cô viết sách mới. Tôi vẫn chưa bắt đầu viết sách mới, thưa chủ biên Mã. Quyển này chúng tôi đã thiết kế bìa cho cô xong rồi. Quyển này không thể nào xuất bản. Quyển này tôi chỉ viết bừa thôi, toàn thứ không hay ho, không thể xuất bản được. Nó thiếu Đường Nam Nam. Bây giờ trên mạng nổi nhất chính là vở kịch nói cùng tên này của cô, kéo theo quyển sách này, cũng rất được yêu thích đấy. Hiện tại đã đặt in trước 100.000 quyển rồi, cho nên nhất định phải xuất bản. Còn về bản thân cô có thích hay không thì cũng không quan trọng lắm. Đây là kế hoạch cho quyển sách mới của cô. Cô xem chút đi. Bàn về top 10 nơi sản xuất tiểu thịt tươi. Đây là cái gì vậy? Đây là một quyển du ký. Tôi cho cô thời gian 1 năm đến các nơi trên thế giới học hỏi, bao ăn, bao ở, bao đi lại. Có nghĩa là tôi có thể đi khắp thế giới ư? Cảm ơn chủ biên Mã. Chưa từng thấy người nào như vậy. Ngồi xuống nói chuyện. Vâng. Alo, em đang định gọi điện thoại cho anh. Em vừa nhận được một công việc trong mơ đấy. Đó đúng là công việc trong mơ dành cho em. Phải đi 1 năm à? Phải dùng hết thời gian 1 năm này. Đi rất là nhiều nơi, ngắm thật là nhiều cảnh đẹp. Nam Nam, em biết anh đang thiết kế một ứng dụng. Anh muốn tự mình lập nghiệp. Gần đây cuối cùng cũng có tiến triển. Nhưng nếu như đi vào hoạt động thì phải ở Bắc Kinh. Em biết. Em biết bây giờ anh có việc quan trọng cần làm. Cho nên anh chỉ cần ngoan ngoãn ở Bắc Kinh chờ em là được. Chỉ cần 1 năm thôi. Rất nhanh sẽ quay về mà. Anh không nỡ xa em. Được rồi, em có điện thoại. Alo mẹ à. Nam Nam, tình hình của bà ngoại rất tốt, con yên tâm nhé. Thật à? Vậy bây giờ bà có nhìn rõ không mẹ? Nam Nam. Vâng.
Bây giờ bà có chút không khỏe. Có chuyện mẹ phải nói với con. Bác sĩ nói mắt của bà ngoại còn có một triệu chứng khác nữa. Nhiều nhất là còn thời gian một năm, bà sẽ mất đi thị giác hoàn toàn. Nhưng lúc mắt bà còn nhìn thấy. Con hãy mau về để bà nhìn thấy con đi. Được rồi, mẹ cúp máy trước đây. Mẹ đi chăm sóc bà ngoại đã. Đừng lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ quay về thăm bà ngoại. Chu Hầu, từ nhỏ em đã được bà ngoại nuôi lớn. Bà đã hy sinh cho em quá nhiều. Ngay đến cả quê nhà bà cũng chưa từng đi khỏi bao giờ. Em muốn đưa bà ngoại đi du ngoạn thế giới. Em muốn nhân lúc mắt bà vẫn còn nhìn thấy, đưa bà đi xem thế giới này nhiều màu sắc thế nào. Em buộc phải rời xa anh một năm này rồi. Xin lỗi anh. Nam Nam, anh cùng hai người đi nước ngoài. Anh sẽ chăm sóc em và bà ngoại. Vậy sự nghiệp của anh ở Bắc Kinh thì sao? Nếu bây giờ đi thì sau này sẽ có thể không còn cơ hội nữa. Sao lại dễ bị lừa vậy chứ? Là như thế này. Có người lập nghiệp là để thực hiện ước mơ của chính mình. Loại thiếu gia nhà giàu như anh sao có thể chứ? Đam mê 3 phút thôi. Hơn nữa mẹ anh nhiều tiền như vậy, sau này tính cũng được. Cứ quyết định như vậy đi. Bảo bối ngoan của anh. Thưa anh có biết kích cỡ ngón tay của cô ấy là bao nhiêu không? Anh đã nghĩ xong chưa? Xong rồi. Xin lỗi, số máy này không liên lạc được. Xin lỗi, số máy này không liên lạc được. Đường Nam Nam, mở cửa. Mở cửa đi đường Nam Nam. Cô ấy đi đâu rồi? Đã mấy ngày cô ấy không ra khỏi nhà rồi. Nam Nam, mở cửa đi Nam Nam. Đường Nam. Chu Hầu, em đi đây. Em của hiện giờ có lẽ đã cùng bà ngoại ra nước ngoài rồi. Lúc em trông đợi vào chuyến hành trình sắp tới cũng là lúc em chịu đựng nỗi đau phải chia tay với anh. Những ngày tháng ở bên anh là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong đời em. Em thích anh kiêu ngạo, phóng khoáng, tính tình trẻ con. Rời xa anh, em thực sự rất đau khổ. Nhưng em vẫn nên đi thôi. Hôm đó anh nói việc lập nghiệp chỉ là đam mê 3 phút của anh. Anh biết không?
Trình độ nói dối của anh thật sự rất kém. Anh đã đuổi Giang Hải ra khỏi cuộc sống của em, cũng khiến em hiểu được một đạo lý. Vì yêu một người mà từ bỏ ước mơ chỉ khiến bản thân mất đi lòng tự tôn. Chu Hầu à, cảm ơn anh đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình để đi cùng em và bà ngoại. Nhưng em vẫn không thể biến thành một Giang Hải thứ hai, dùng danh nghĩa của tình yêu tước đi tương lai của anh, tự tay hủy hoại ước mơ của anh. Nếu mặt đối mặt nói những lời này, em sẽ không đủ dũng cảm để rời xa anh. Hãy tha thứ cho em vì đã dùng cách ích kỷ này để nói lời tạm biệt. Tạm biệt anh Chu Hầu. Một năm sau em sẽ quay về, nếu chúng ta còn có duyên gặp lại. Em hy vọng mình sẽ là một đường nam nam tốt hơn, sẽ gặp một Chu Hầu mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Em yêu anh. Một năm sau, Giám đốc Chu, trong chuỗi cửa hàng ứng dụng Apple và Android, chúng ta đứng thứ nhất lượt tải về, vượt qua đứng thứ hai lượt tải về trong tháng này, 3.460.000 lượt, chiếm tỷ lệ vượt quá 12.46%, lợi nhuận tăng 12%. Ý của cậu là chúng ta đã thắng? Vâng, viết ngay báo cáo, tôi cần xem trên máy bay. Giám đốc Chu đã đặt xong chuyến bay đến Milan cho anh rồi ạ. Tổ chức hội nghị Internet đã sắp xếp cho anh ngày thứ hai của hội nghị, anh sẽ diễn thuyết nội dung chính. Bản thảo bài diễn thuyết không đạt, nhưng chúng ta không còn thời gian sửa nữa, tôi sẽ tự viết. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến để xem công ty Internet mới thành lập được một năm này của con. Vì sao lại có thành tích vượt qua công ty đồ nội y thành lập được 20 năm của mẹ chứ? Đây chỉ mới là bắt đầu. Sau 2 năm nữa, lợi nhuận của công ty con sẽ vượt qua cả tập đoàn của mẹ. Vậy xem ra mẹ không cần phải thay con trả tiền thẻ tín dụng nữa rồi. Thật sự là mẹ có chút hụt hẫng đấy. Rồi cũng phải có ngày ấy mà, mẹ nên vui mới đúng. Vui sao? Nghe nói con đang chờ một cô gái. Vâng, con sẽ luôn chờ cô ấy quay về. Tôi và công ty của chúng tôi đúng thực là còn rất non trẻ. Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Chúng tôi chính là tốc độ của Trung Quốc. Vì thế, trước khi kết thúc buổi diễn thuyết này, tôi còn một việc nữa muốn chia sẻ với mọi người. Rất nhiều người trong các bạn nghĩ rằng công ty của chúng tôi đang rất thành công. Nhưng tôi muốn nói đây chỉ mới là sự khởi đầu. Thị trường tương lai của Trung Quốc sẽ còn vượt xa so với tưởng tượng của các bạn. Tôi sẽ chờ các bạn ở đó. Cảm ơn. Vô cùng cảm ơn mọi người. Giám đốc Chu, công ty của cậu thật sự đã làm rất tốt. Nhưng tôi e rằng cậu đã làm việc hơn 16 tiếng một ngày. Tôi nghĩ cậu nên thư giãn một chút. Cậu có thể tận hưởng chuyến đi Milan này. Verona cách nơi này cũng không xa. Đó chính là nhà của Romeo và Juliet. Thật vậy sao? Tôi có một người bạn viết sách có liên quan đến câu chuyện tình yêu của họ. Và tôi rất thích nó.
Ôi tôi xin lỗi. Mọi người đang đến nhà thờ à? Chúng tôi đang đến nhà của Juliet. Hôm nay là ngày cưới tập thể truyền thống ở Verona. Maclen, tôi đi đây. Tạm biệt. Cậu có thể đến xem. Khoan đã, cà chua và trứng, hai người không thể ở bên nhau được. Ngày 28 là hôm nay. Nam, Nam. Nam, đường Nam. Tất cả mọi người hãy bước gần lên đây. Hôn lễ tập thể sắp bắt đầu. Đường Nam, đường Nam. Hàng trăm năm trước, Romeo đã thổ lộ tình cảm với Juliet tại đây. Đường Nam, đường Nam. Đường Nam. Đường Nam. Đường Nam, ở đây. Đường Nam. Đường Nam. Đường Nam. Ở đây, đường Nam. Đường Nam. Em biết không? Mỗi một ngày chia ly với em, anh đều nhớ em. Mỗi ngày anh đều làm việc chăm chỉ, không phải chỉ để kiếm được nhiều tiền, mà là để thực hiện ước mơ của anh. Em không chịu được bạn trai không nhớ nổi số điện thoại của mình, ngày sinh nhật và cả ngày kỷ niệm. Em hãy nhìn đây, anh đã xăm hết lên tay rồi. Nếu như có một ngày anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn tay phải nữa, thì anh vẫn còn tay trái. Như vậy anh sẽ không bao giờ quên được. Còn em có quên anh không? Cháu yêu, đi đi cháu. Đi đi.
Sao em có thể quên anh được chứ? Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu. Em cũng vậy. Thời gian đã đến, chuông đã reo. Các bạn hãy hôn nhau đi.